Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay chúng tôi có một cái buổi nói chuyện hơi đặc biệt. Đề tài của chúng tôi là tại sao nhiều người Việt, nhất là những người Việt ở hải ngoại có tư tưởng vọng ngoại. Và đây là cái đề tài mà chúng tôi muốn nói đến. Xin mời giáo sư Nguyễn Minh Quang. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh tái ngộ cùng quý vị. Cái đề tài hôm nay chúng tôi xin trình bày là lý do cái tinh thần hay tư tưởng vọng ngoại nó bắt nguồn từ lúc nào và ở đâu cho đến ngày nay nó vẫn còn rất là thịnh hành đối với những người Việt Nam ở hải ngoại cũng như trong các cộng đồng Kitô giáo ở Việt Nam. Lý do thứ nhất là nước ta đã nằm dưới ách thống trị gần 100 năm dưới ách thống trị của Liên minh xâm lược Pháp Vatican, rồi sau đó lại nằm dưới ách thống trị của Pháp trong suốt năm kháng chiến thời ông Bảo Đại ở các vùng mà giặc tạm chiếm, cũng như là thời miền Nam Việt Nam trong những năm 1954. Các nhà lãnh đạo của chính quyền quốc gia của ông Bảo Đại cũng như là các ngụy quyền miền Nam đều do hai cái liên minh xâm lược Pháp và liên minh Mỹ Vatican thống trị, và cái chính sách giáo dục là do giáo hội La Mã ở hậu trường điều động chủ trương, nhất là ông Bảo Đại cũng do giáo hội La Mã đề nghị đưa lên, và ông Ngô Đình Diệm cũng do giáo hội La Mã đưa lên sang bên Mỹ để vận động Mỹ cầm quyền, cho nên là chính sách giáo dục của họ là họ nắm, họ dựa vào những cái chính sách cường quyền để mà trông cậy vào cái khả năng chống cộng của người dân Việt Nam. Như vậy là tất cả các nhà lãnh đạo ở trong cái thời ông Bảo Đại cũng như là thời các chính quyền miền Nam đều không có tinh thần tự chủ mà luôn luôn có tinh thần vọng ngoại do giáo hội La Mã sắp đặt, rồi họ cứ theo đó mà tin tưởng vào giáo hội La Mã. Ở đây chúng tôi xin nói cái nguyên nhân sâu xa tại sao giáo hội La Mã có cái tinh thần vọng ngoại rồi ưa mầm gieo vào đầu óc của những người lãnh đạo các chính quyền chống cộng cái tinh thần vọng ngoại đó. Trước hết chúng tôi xin rằng giáo hội La Mã đã chủ trương tất cả trông cậy vào ông thượng đế. Họ đã nói rằng là từ cái sợi tóc sợi kim đều do thượng đế xếp đặt cả, và hãy cầu xin thượng đế giúp đỡ vì tin vào các đấng tối cao, mà thực ra đấng tối cao không có, chỉ là con ngáo ộp. Cho nên giáo hội La Mã lại trông cậy vào các cường quyền địa phương để củng cố và duy trì quyền lực ở tại lục địa Âu Châu. Cho đến thế kỷ thứ 15, khi mà Bồ Đào Nha khám phá ra các vùng đất mới ở Phi Châu cũng như là trên đường hải lộ đi đến Ấn Độ và Indonesia, thì giáo hội La Mã lại ban hành cái sắc chỉ Romanus Pontifex để dựa vào cái cường quyền bây giờ gọi là đế quốc Bồ Đào Nha để mà cùng bốn đế quốc Bồ Đào Nha ăn có, tức là dựa vào cái quyền lực của Bồ Đào Nha chứ không phải là dựa vào ông thượng đế, vì thượng đế có đâu mà dựa. Thế rồi đến năm 1492, ông Columbus dưới lá cờ của Tây Ban Nha khám phá ra tân thế giới, tức là Mỹ Châu, thì giáo hoàng lại thấy rằng Tây Ban Nha trở thành một cường quốc có thể dựa vào, trông cậy vào Tây Ban Nha để mà cấu kết với lại Tây Ban Nha để ăn cố trong những cái vấn đề cướp đoạt tài nguyên và cướp đất ở châu Mỹ Latin làm thuộc địa, và sau đó thì luôn cả ở Phi Luật Tân. Cho đến năm 1588 thì Tây Ban Nha bị Hải quân Anh đánh bại trong cái trận hải chiến ở ngoài khơi biển Manx, thì Tây Ban Nha không còn đủ sức mạnh là cường quốc để cho giáo hội La Mã dựa vào đó mà ăn có, thì giáo hội bắt đầu suy nghĩ và nhìn lại ở Âu Châu thì nước Anh là nước hùng mạnh, nhưng mà nước Anh đã chống lại giáo hội La Mã ly khai vào năm 1534 rồi, thì bây giờ nhìn vào lục địa Âu Châu thì giáo hội thấy rằng Pháp là một cường quốc lớn nhất, mạnh nhất, thì giáo hội lại thay đổi cái chiến lược dựa vào nước Pháp, phong cho nước Pháp làm quan trưởng để mà trông cậy vào nước Pháp để cùng đi ăn cố đánh chiếm thuộc địa ở các vùng, nhất là ở châu Á, để mà chia sẻ quyền lợi ăn cướp đoạt đất đai của người ta làm thuộc địa, cướp đoạt tài nguyên và cưỡng bách nhân dân ở các nơi bị chẳng may bị giáo hội đánh và liên minh Pháp và giáo hội La Mã đánh chiếm làm thuộc địa.
Thế thì như vậy là rõ ràng là các dựa vào cái thế lực vọng ngoại đó, là dựa vào các cường quốc. Rồi đến sau đệ nhị thế chiến thì nước Mỹ trở thành một siêu cường, thì nước Mỹ lại trở thành cái ông thượng đế mà giáo hội La Mã dựa vào đó cấu kết với Mỹ để mà củng cố quyền lực ở tại Việt Nam cũng như ở nhiều nơi khác. Điều đó chứng tỏ rằng cái tinh thần vọng ngoại nó phát xuất từ giáo hội La Mã. Khởi đầu thì là họ dựa vào các cường quyền tại lục địa Âu Châu, sau đó thì cường dựa vào Bồ Đào Nha, tiếp sau đó thì lại dựa vào Tây Ban Nha. Rồi đến sau năm đầu thế kỷ thứ 17 thì lại dựa vào đế quốc Pháp. Rồi đến thế kỷ sau đệ nhị thế chiến lại dựa vào Mỹ. Tức là cái tinh thần vọng ngoại đó, chính cái tinh thần vọng ngoại đó nó đã gieo rắc vào đầu óc các nhà lãnh đạo, các chính quyền chống cộng ở Việt Nam. Thì từ đó họ gieo rắc cho những cái đầu óc, những cái người phụng thờ, tôn thờ các nhà lãnh đạo chống cộng. Thành ra bây giờ là những cái người mà hiện tại ở trong các xóm đạo tại Việt Nam cũng như các ông chống cộng ở hải ngoại đều có tinh thần vọng ngoại như vậy. Cái tinh thần vọng ngoại này đó, thì tôi đã thấy rằng các ông chống cộng mới đây thấy rằng là nước Mỹ có vẻ yếu thế so với Trung Cộng thì bắt đầu là hoảng hốt và nói rằng bây giờ chết rồi, Mỹ nó yếu quá như thế này thì làm sao được. Nhưng mà các ông không bao giờ hiểu được cái chính quyền Việt Nam nó khởi đi từ hai bàn tay trắng bằng những cái chân đất với là cái vũ khí tầm vong thô sơ giáo mát để mà đánh đuổi liên minh xâm lược Pháp và đánh đuổi liên minh xâm lược Mỹ và đã thành công. Thì tất cả những cái khả năng đó họ tự tạo ra từ bằng hai bàn tay trắng để có những cái vũ khí chiến lược lòng dân mà đã đánh đuổi được hai cái thế lực đó. Thì ngày nay chính quyền Việt Nam ở trong một cái thế gọi là một số 7 triệu người công giáo làm nội công để chống lại đất nước ta. Thứ hai, Vatican lúc nào cũng nhòm ngó để mà quấy rối thi hành cái chính sách quậy cho nước đục để thả câu. Và thứ ba nữa là cái thế lực Trung Cộng luôn luôn nhòm ngó. Thì tôi tin tưởng rằng các người chống cộng nghĩ rằng muốn chống cộng thì phải liên kết với Mỹ. Mà Mỹ thì các quý vị đã biết rằng nó vì quyền lợi của nó chứ nó không phải vì quyền lợi của người Việt Nam hay của các dân tộc bị nào cả. Cũng không phải vì quyền lợi của các dân tộc bị trị nào cả. Bằng cớ là ngày xưa nó liên kết với lại chính quyền ngụy quyền Việt Nam. Rồi khi mà thấy rằng bất lợi thì nó quay ra nó bỏ cái chính quyền Việt Nam. Không phải chỉ có thế thôi. Ngày xưa sau đệ nhị thế chiến nó liên kết với lại chính quyền Tưởng Giới Thạch Trung Hoa. Và nó giữ cái địa vị gọi là quyền đặc quyền phủ quyết của năm cường quốc ở trong cái hội Liên Hiệp Quốc. Thì ông Tưởng Giới Thạch được giữ cái ghế đó do Mỹ nó hỗ trợ cho đến năm 1975-76. Thì thấy rằng ông Tưởng Giới Thạch không còn lợi gì cho nó bỏ rơi ông Tưởng Giới Thạch ở đảo Đài Loan để nó liên kết với Trung Hoa lục địa. Và từ đó Trung Hoa lục địa được chiếm cái ghế gọi là có quyền phủ quyết tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Điều đó nó chứng tỏ rằng cái đế quốc Mỹ nó chỉ vì quyền lợi của nó chứ không phải vì quyền lợi của một thuộc địa nào cả. Nó kết liên với mình là khi nào thấy có lợi cho nó thôi. Nhưng mà nó thấy là không có lợi là nó bỏ rơi như là đôi giày cũ nó sa thải, giống như nó đã bỏ rơi miền Nam Việt Nam, nó bỏ rơi Đài Loan trước kia. Thì chúng tôi có trả lời những cái người mà có cái tinh thần vọng ngoại đó là Việt Nam đã có kinh nghiệm xương máu, họ đã tự nghĩ ra những cái phương cách để có thể đánh đuổi hai cái thế lực xâm lăng là Liên minh xâm lược Pháp Vatican và Liên minh xâm lược Mỹ Vatican, có thể nói là hùng mạnh nhất trên thế giới, mà họ đã nghĩ ra cái cách đánh đuổi được cái hai cái thế lực xâm lăng nguy hiểm này. Do đó là chúng tôi cũng nghĩ rằng cái chuyện Mỹ có yếu hay là mạnh gì thì nó cũng nằm trong chiến lược phòng thủ của Việt Nam. Như những người lãnh đạo của ở trong nước đã được huấn luyện, đã được giáo dục từ thời Bác Hồ cho tới ngày nay, thì xin anh kể lại những cái giai đoạn mà Việt Nam phải đối phó với Tàu. Tôi cũng xin trình bày cái tinh thần tự chủ, tự túc, tự cường của chính quyền ta dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh. Trong bằng chớ là trong cái thời chiến đấu chống lại Liên minh xâm lược Pháp, thì bây giờ bắt đầu từ năm 1950
chúng ta mới có Liên Xô và Trung Cộng viện trợ. Nhưng mà đó là một thế lực bên ngoài, cho nên các nhà lãnh đạo chính quyền Việt Nam cũng đã thủ rằng là họ giúp lúc nào đó, có thể họ trở cờ lúc nào đó. Cho nên trong cái trận đánh Biên Phủ thì có cái cố vấn của quân sự của người Trung Hoa yêu cầu Đại tướng Võ Nguyên Giáp là thi hành chính sách gọi là biến người, human wave, thì đánh dồn vào một trận ở Điện Biên Phủ để là quân Pháp sẽ thua. Nhưng mà ông Võ Nguyên Giáp cũng như là Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản dưới quyền lãnh đạo của cụ Hồ Chí Minh thì thấy rằng là nếu mà đánh bóc bỏ, đánh biến người thì quân ta sẽ bị nướng hết, lúc bây giờ lấy quân đâu mà tiếp tục cuộc chiến. Thì đã từ chối cái lời yêu cầu của cái cố vấn quân sự Trung Quốc đó, thì đã quyết định là đánh bóc vỏ, tức là đánh chậm và đánh chắc, đánh bóc dần từ ngoài vào bên trong. Thì cái điều đó, cái tinh thần tự chủ của cái nhà lãnh đạo của chính quyền miền Bắc nó đã rõ rệt là như vậy. Rồi đến cái thời kỳ mà chia đôi đất nước thì Trung Cộng là chủ trương cấu kết với lại Mỹ và Vatican để chia đôi đất nước, cho nên muốn làm cho nước ta yếu để dễ bắt nạt. Thì ông Lê Duẩn có sang với nó nói chuyện rằng cái vấn đề mà tổng tuyển cử không thành công thì bắt buộc chúng tôi phải giải phóng miền Nam bằng quân sự. Thì Đặng Tiểu Bình với lại Chu Ân Lai và ông Mao Trạch Đông lúc bây giờ đã nói rằng không được như vậy, nếu mà làm như vậy thì Mỹ nó vào nó sẽ tấn công, sẽ nguy hại cho cả đến Trung Quốc. Nhưng mà cuối cùng cãi đi cãi lại, ông Lê Duẩn đã nói thẳng rằng nếu không có thì chúng tôi mở cuộc chiến tranh du kích để mà chúng tôi cầm chừng cho quân Mỹ, Liên minh Mỹ Vatican không thể tiến được. Cuối cùng thì nói qua nói lại rồi cả ông Đặng Tiến Bình với lại ông Trung Văn Lai và ông Mao Trạch Đông đều đồng ý cho miền Bắc phát động cuộc chiến giải phóng miền Nam, nhưng mà đòi rằng chỉ đánh ở dưới cấp tiểu đoàn, nhỏ hơn cấp tiểu đoàn. Nhưng mà rồi như vậy là cũng là đồng ý rồi, thì về ông Lê Duẩn mới quyết định là mở cuộc chiến và cuối cùng đi đến tổng phản công. Cái điều hai cái thí dụ mà tôi nêu lên đó nó chứng tỏ rằng cái chính quyền miền Bắc luôn luôn có đồng minh nhưng mà vẫn canh chừng đồng minh, vẫn chuẩn bị đề phòng khi mà đồng minh trở mặt. Thì trường hợp đó là nó đã xảy ra hai lần như vậy, là cuộc chiến lần thứ nhất tức là xảy ra Điện Biên Phủ thì mình không nghe nó đánh theo cái biển người, lần thứ hai là nhất định không những là đánh cầm chừng ở cấp bậc dưới nhỏ hơn ở cấp tiểu đoàn mà lại đánh luôn và cuối cùng tổng tấn công. Thì cái sau khi mà mình thành công vào năm 1975 thì Trung Cộng, khi ông Vương Dương Văn Minh đã đầu hàng và Việt Nam được thống nhất, thì chính Trung Cộng lại yêu cầu ông Dương Văn Minh thỉnh mời Trung Quốc gửi quân xuống để giữ miền Nam. Thì cũng may mắn là ông Dương Văn Minh cũng là một người có lòng với đất nước, cho nên ông đã từ chối. Ông đã nói rằng tôi đã từng làm tay sai cho Pháp, làm tay sai cho Mỹ, bây giờ tôi không thể nào mà tiếp tục làm tay sai cho Trung Cộng nữa, thôi đất nước của chúng tôi phải đến cái hồi mà được hòa bình. Thì sau đó thằng Trung Cộng nó lại xúi cái thằng Cao Minh. Vậy là có phải là nhờ cái tinh thần tự chủ, tự cường mà sau cái năm 1975 đó, mặc dù Mỹ nó rút đi đó thì nó cấm vận Việt Nam cả 20 năm sau đó, thì trong cái giai đoạn cả nước cùng đó như thế mà Trung Quốc xúi Campuchia đánh Việt Nam ở cái mạng Tây Nam, rồi Trung Quốc lại tấn công cái biên giới phía Bắc nữa, mà chính phủ Việt Nam vẫn có thể lãnh đạo dân để mà chống trả Trung Quốc cho bằng được cả mạng Tây Nam lẫn phía Bắc, thì chúng ta thấy đó là một cái sự hy sinh vô cùng. Và có phải như vậy là do cái tinh thần tự chủ hay không? Đúng như vậy. Mà ở đây chúng tôi cũng xin nói là cái hoàn cảnh đất nước ta sau năm 1975 đó, thì đất nước ta bị tàn phá bởi một số lượng bom đạn khổng lồ gấp 4 lần tổng số lượng bom đạn mà các quốc gia lâm chiến trong thời đệ nhị thế chiến đã sử dụng. Thứ hai, nó bị tàn phá bởi 77 triệu lít chất độc da cam. Rồi sau 30 năm chiến tranh nước ta nghèo đói, rồi bị Mỹ thi hành chính sách cấm vận cả 20 năm trời, rồi có gần 7 triệu người Công giáo luôn luôn tìm cách đánh phá. Mà khởi đầu thì chúng ta biết rằng là cái vụ mà người Công giáo khởi đầu đánh phá đất nước Việt Nam ta là cái vụ nổi loạn ở nhà thờ Vinh Sơn vào tháng 2 năm 1976. Trong đó họ xúi dục lôi cuốn hai ông sĩ quan ngụy để mà nổi loạn, thành ra nước ta lại phải cầm giữ các ông sĩ quan
trong một thời gian thì các ông không có liên kết với nhà thờ, thành ra đó là cái lý do mà các ông sĩ quan Ngụy bị cầm giữ quá lâu là như vậy. Rồi dân ta thì đói khổ, rồi bị các nội thù như là các đảng phái tàn dư của giặc cứ nổi lên đánh phá, nhất là cái lực lượng Hoàng Cơ Minh, lực lượng kháng chiến Hoàng Cơ Minh về quấy phá, rồi cả ông Lý Tống về rải truyền đơn lúc nào cũng gây xáo trộn, họ cấu kết với lại cái đám Việt Tân và các xóm đạo ở tại Việt Nam. Thế mà chính quyền dân ta tứ bề thọ địch, ngoại thù thì quá Pol Pot, Trung Quốc, Hoa Kỳ thì cấm vận, và các nước đồng minh với Hoa Kỳ cũng chẳng tử tế gì, nhất là Đài Loan. Và nội thù thì chúng ta thấy là có những cái tàn dư cũ ngày xưa đã chống cộng, thí dụ như các tàn dư của Đảng Đại Việt, Đảng Quốc Dân Đảng, Đảng Việt Cách và Hòa Hảo, rồi Cao Đài, rồi tất cả những cái tàn dư đó, ba bề bốn bên, cả ngoại thù lẫn nội thù, thế mà nước ta vẫn còn đứng vững được để mà tiếp tục chiến đấu, để mà tiếp tục tái xây dựng đất nước cho đến ngày nay. Không ai chối cãi được Việt Nam đã là một cái nước giàu có, nó là do cái tinh thần tự lập, tự túc, tự tồn, mà không có cái tinh thần vọng ngoại giống như những người chống cộng ở hải ngoại. Thì nhờ vậy mà nước ta mới đứng vững. Cái bản chất vong nô đó nhiều khi nó còn đẻ ra thêm những cái đặc tính là thấy Mỹ giàu có, hay là có những gì mà Mỹ quay hùng đối với thế giới, là người Việt chống cộng là thôi khoe rùm làm như thế là của mình. Cái đó gọi là cái đặc tính gì? Nhận vơ. Dạ. Đây cũng nhìn nói rõ là cái tinh thần vọng ngoại này á, nó đều đẻ ra cái đặc tính nhận vơ. Họ đến nước Mỹ là họ cũng những người tị nạn khác thôi. Thế mà họ thấy rằng nước Mỹ làm những cái chuyện gì đó mà họ thấy thích là họ làm ngay, như là họ hãnh diện với lại của nước Mỹ. Rồi nước Mỹ mà làm cái gì mà sai ấy, người ta nói ra thì họ lên án, họ chửi cái người nói và muốn trục xuất cái người ta ra khỏi nước Mỹ. Bình phục. Tìm cách bình phục nước các nhà lãnh đạo Mỹ. Thực là nhà lãnh đạo Mỹ khác với nhân dân Mỹ. Nhà lãnh đạo Mỹ thì có khi họ mới lên được bầu thì họ hứa đủ các thứ, nhưng mà sau đó thì họ cầm quyền rồi họ làm sai với lại ý muốn của nhân dân, thì khi mà làm sai đó thì cũng có người nói này nói nọ, thì họ thấy rằng nhất là người Việt Nam mà mình thấy làm sai thì nói này nói nọ, thì họ lại làm ngay như là họ là chủ nhân ông của nước Mỹ, họ đòi trục xuất ra khỏi Việt Nam. Thật tức là nhận vơ là vợ thằng nhân. cái tinh thần nhận vơ này á, một phần là cái do cái tinh thần vọng ngoại, một phần là cũng là dốt đặc, một phần nữa là cái tinh thần vong thân vong bản phản nhân độc đó. Thí dụ như là cái vụ mà rải chất độc da cam á, là một cái thứ vũ khí hóa học vô cùng cực kỳ nguy hiểm đối với những cái dân tộc mà bị lãnh cái chất độc da cam đó. Thì khi mà chính quyền Việt Nam nợ đơn kiện cái chính phủ Hoa Kỳ thì họ lại hô hào ủng hộ cái chính quyền Hoa Kỳ không chấp đơn của Việt Nam. Mà khôi hài nhất là có cái ông tiến sĩ hóa học Mai Thanh Tuyết lại viết cả một bài nói rằng không có hại. Điều đó là chứng tỏ rằng họ là những cái người mà vô liêm sỉ và đi đến cái chỗ ngu dốt, không biết rằng nước Mỹ nó giàu có là vì nó chiếm cả cái lục địa Bắc Mỹ như thế này, rồi đồng thời nó lại làm chủ nhân ông của cái chủ thuyết gọi là Mỹ Châu của người châu Mỹ đã bắt đầu thi hành vào năm 1823 do ông Tổng thống Monroe đưa ra, tức là các tài nguyên ở Trung và Nam Mỹ cũng bị Mỹ tìm cách bóc lột để đưa về làm giàu có cho nước Mỹ. Nên nhớ là nước Mỹ thi hành cái chủ thuyết Monroe từ năm 1823 làm chủ nhân ông, gọi là cái thuyết châu Mỹ của người Mỹ Châu. Thì lúc nãy mình nói mình ca ngợi các lãnh đạo của miền Bắc đã khôn khéo để lèo lái nước nhà được độc lập cho tới ngày nay. Vậy thì trong lúc đó đó thì mình có thể mình đưa ra những cái thí dụ về lãnh đạo miền Nam nó không có tinh thần tự chủ như thế nào? Các tinh thần tự chủ, tự túc, tự cường ở miền Bắc chúng tôi đã nói rồi. Bây giờ chúng tôi xin nói đến cái tinh thần vọng ngoại của các nhà lãnh đạo, của các chính quyền Bảo Đại và các ngụy quyền miền Nam. Thế các ngụy quyền miền Nam thì có lẽ là điển hình nhất là ông Ngô Đình Diệm tuyên bố cái câu rằng là khi mà các nhà chính khách Mỹ nó hỏi rằng trong tình thế của nước Việt Nam vào năm 1950 thì nếu mà ông được đưa lên làm thủ tướng thì ông tính thế nào, thì ông Ngô Đình Diệm đã tuyên bố một câu rất là ô nhục. Ông nguyên văn là: tôi tuyệt đối tin tưởng vào Tòa Thánh Vatican và tôi cực lực chống cộng.
cái tinh thần vọng ngoại đó nó đã ý lại vào Vatican như thế rồi, thì còn nói chi là những người khác. Mà cái ông Ngô Đình Diệm là cái tên vong bản như vậy mà họ lại ca tụng ông Ngô Đình Diệm, họ đòi phục hưng tinh thần Ngô Đình Diệm, họ đòi tái lập cái chế độ Diệm không Diệm, thì điều đó là tất cả những người mà còn tôn thờ ông Diệm hay là chống cộng đều là những cái hạng người vọng ngoại còn tệ hơn ông Ngô Đình Diệm nữa. Ngô Đình Diệm đã ngu dốt thì họ lại là những người ngu dốt hơn tất cả những người ngu dốt. Thành ra cái ngu dốt của họ nó là ngu dốt gọi là truyền tử lưu tôn, mà ông Vũ Quang ở trong cái video của ông nói là ngu dốt vạn kiếp. Họ không bao giờ mà trục xuất được cái ngu dốt ra khỏi đầu óc của họ. Đấy thì tôi nói như vậy là quý vị cứ tìm hiểu xem rằng cái người công giáo mà được giáo hội giáo dục biến thành, mà ông linh mục Trần Tâm Tĩnh nói rằng là những tên sát nhân cuồng nhiệt, tức là dã man bạo ngược hết sức. Về ông Bảo Đại thì tôi xin nói rằng là chính người đại diện của giáo triều Vatican tại tòa khâm sứ đại diện tòa thánh Vatican ở tại Huế vào năm 1945 đã đề xuất là đưa ông Bảo Đại trở lại cầm quyền để chống lại cái chính quyền kháng chiến Việt Nam. Tài liệu đó chúng tôi đều có ghi lại đó, đó ông Nguyên Vũ hay tức là nhà sử học Vũ Ngự Chiêu đã nói rõ trong cái bản văn. Chúng tôi xin đọc đây, là cái bản văn này rất là ngắn. Ngày 28 tháng 12 năm 1945 tại Huế, Tổng giám mục Anthony Drapier đại diện Roma tuyên bố gia đình Bảo Đại là gia đình thân pháp bậc nhất trong dân chúng Việt Nam, và theo ý ông ta thì nên cho Bảo Đại lên ngôi như trước ngày 9 tháng 3 năm 1945. Như vậy là ông Bảo Đại do Vatican đề nghị đưa ra. Dĩ nhiên là khi mà đưa lên hòm thì tất cả là ông Bảo Đại dựa vào những cái lệnh truyền của ông Vatican mà thi hành. Thế rồi ông Ngô Đình Diệm thì cũng vậy. Ông Ngô Đình Diệm là do giáo hội La Mã đưa người viên chức cao cấp của giáo triều Vatican sang bên Mỹ vận động chính quyền Mỹ. Và khi người ta hỏi như nãy tôi đã nói thì ông trả lời rằng là tôi tuyệt đối tin tưởng vào tòa thánh Vatican và cực lực chống cộng. Thế nên cái tinh thần vọng ngoại như vậy là quý vị đã nhìn thấy rõ rồi. Mà Vatican thì lại tin tưởng vào Mỹ. Mà Vatican thì lại tin tưởng vào Mỹ. Nên đây là Mỹ mà nó cuốn gói ra đi thì Vatican cũng tiêu. Thành ra bằng cớ là năm 1945, năm 1975 đó thì Mỹ phải cuốn gói ra đi thì Vatican cũng tiêu luôn. Và bây giờ thì dùng cái chính sách khích động giáo dân Việt Nam để họ quấy phá bằng hai thủ đoạn. Thứ nhất là thủ đoạn phong thánh cho 117 cái thằng tội đồ, 117 tội đồ của dân tộc Việt Nam để khích lệ cái giáo dân cứ tiếp tục chống chính quyền Việt Nam, nếu có gì thì sẽ được phong thánh. Thứ hai nữa là vào năm 2001 giáo triều Vatican sai ông Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đến tận Cali nói với lại giáo dân ở Cali rằng Vatican không nói nhưng mà Vatican cứ sẽ làm. Đó, điều đó là cái đại lưu manh, đại xảo trá của cái giáo triều Vatican nó đối với đất nước Việt Nam là như vậy. Cho nên tôi đã nói nước Việt Nam hiện tại là có hai kẻ thù chính, tức là thằng Vatican tức giáo hội La Mã, và cái kẻ thù số 2 tức là thằng Trung Quốc sát tách đất nước Việt Nam. Ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là ông là người đạo theo chứ không phải là đạo gốc như Ngô Đình Diệm. Cho nên ông Nguyễn Văn Thiệu ông rất khôn, ông chỉ để cho những các ông linh mục với lại giáo dân tham nhũng được chỗ nào thì cứ việc tham nhũng, chứ ông không tuyệt đối thi hành cái chính sách Kitô hóa nhân dân Việt Nam bằng bạo lực như ông Ngô Đình Diệm. Còn cái tinh thần vọng ngoại thì ông cũng hoàn toàn trông cậy vào nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ mà bảo sao thì ông mới nghe lại. Chính cái vụ mà ký thỏa hiệp Ba Lê vào tháng Giêng năm 1973, khi Mỹ nó bảo ông ký thì mới đầu ông thấy rằng bất lợi cho ông đã chống, nhưng mà khi mà Mỹ nó đe một câu thì ông lại nhớ là cái số phận ông Ngô Đình Diệm ngày xưa đã cãi lại Mỹ cho nên mới đi đời. Thì bây giờ là ông lại nghe răm rắp. Cái tinh thần vọng ngoại của ông Thiệu nó cũng không khác gì cái tinh thần vọng ngoại của ông Ngô Đình Diệm hay là của tất cả những người đồng đạo với ông Ngô Đình Diệm. Thì riêng về ông Thiệu thì mình cũng nghĩ rằng ông Thiệu thì lúc mà lên cầm quyền thì cái tình thế nó đã quá như vậy rồi. Ông chỉ còn biết cố gắng để mà vớt vát được cái phần nào có lợi cho ông ấy, nhưng mà cuối cùng Mỹ nó bảo sao ông cũng phải nghe vậy, không có thì nó đòi cắt cổ ông ấy. Thì cái tinh thần vọng ngoại của ông nó vẫn có, nhưng nó không mạnh đến như là của ông Ngô Đình Diệm.
Cũng nên biết rằng trước đó ông Nguyễn Văn Thiệu đã đi lính cho Pháp từ năm 1946 rồi. Khi mà Pháp trở lại vào năm 45 thì đánh ra Huế rồi, cái là ông bắt đầu ông theo Pháp, rồi cuối cùng ông ấy làm đủ mọi thứ, cuối cùng thì được Pháp cho đi học cái lớp sĩ quan ở Đông Măng Cá. Rồi ông này sĩ quan là suốt chiều dài trong thời kỳ kháng chiến là ông ấy đã là lính ngụy, tức là lính đánh thuê cho quân đội Pháp rồi. Như vậy là ông cũng chẳng có cái tinh thần dân tộc gì cả. Thành thử ra cũng không nên coi ông ấy là một cái người còn biết nghĩ đến đất nước, còn không còn có lương tâm, mà ông chỉ người là cái người gọi là theo đạo tạo danh đời để mà được lên những cái tuyệt đỉnh cao sang ở trong cái bức thang quyền lực ở trong cái chế độ miền Nam mà thôi. Xin kết luận là tinh thần vọng ngoại của tất cả những cái người Việt hải ngoại hay là tất cả những người Việt chống cộng ở trong các cộng đồng công giáo ở Việt Nam, nó bắt nguồn từ thứ nhất là từ giáo triều Vatican, thứ hai là từ thời Pháp thuộc, thứ ba là từ thời các ngụy quyền miền Nam Việt Nam. Nó ăn sâu vào đầu óc của họ, nó thành cái bản chất truyền tử lưu tôn của những cái người chống cộng và những người Kitô giáo Việt Nam ở trong nước cũng như ở hải ngoại. Thì quý vị cứ theo đó mà suy ra, và quý vị cứ nhìn những cái người Kitô giáo hay là những người chống cộng quá khích đều ở trong cái tình trạng này. Xin mến chào tạm biệt quý vị khán thính giả và hẹn lần sau.